Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay diện nắng tiếp tục bao trùm hầu khắp các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ với cường độ gay gắt. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài đến hết ngày 16 tháng 5. Mức nhiệt tại khu vực Bắc Bộ ngày hôm nay, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, thì vẫn ở mức cao, dao động từ 35-37 độ. Trong 3 ngày tới, nắng nóng vẫn duy trì trên diện rộng tại Bắc Bộ, thậm chí còn gia tăng thêm do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh. Còn tại phía Tây Bắc, một số nơi như tại Lai Châu, Điện Biên, nhiệt độ còn tăng lên ngưỡng từ 37-39 độ, nắng nóng gay gắt. Cùng với nắng gắt thì độ ẩm trong ngày tương đối thấp, thấp nhất phổ biến từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12-17 giờ. Lưu ý về chiều tối và đêm thì mưa sẽ xuất hiện rải rác ở một vài nơi. Tuy chỉ là mưa rào ngắn và xuất hiện cục bộ, nhưng đề phòng trong cơn mưa dông có thể xuất hiện dông lốc đi kèm với lốc sét và gió giật mạnh, nên quý vị cần chú ý để chủ động phòng tránh. Ở Trung Bộ, tương tự như thời tiết miền Bắc ngày hôm nay cũng như 3 ngày tới, hầu khắp khu vực đều xảy ra nắng mạnh. Từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào đến Bình Định, Phú Yên xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ. Một vài nơi thuộc vùng núi của tỉnh Nghệ An có thể vượt ngưỡng 40 độ. Đáng chú ý là mức nhiệt cao, độ ẩm không khí thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên nguy cơ cao xảy ra hỏa hoạn. Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể xảy ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ, do sốc nhiệt đối với cơ thể người, nên quý vị và các bạn cần hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 12 giờ tới 15 giờ chiều. Không chỉ ở Bắc Bộ và Trung Bộ, mà tại khu vực phía Nam, nắng nóng cũng là trạng thái chủ đạo. Thậm chí miền Đông Nam Bộ còn dự báo mức nhiệt cao từ 35-36 độ. Tại khu vực vùng cao nguyên, nhiệt độ giảm hơn, dao động từ 33-34 độ. Lưu ý khoảng chiều tối ngày 13 sang tới ngày 14 tháng 5, mưa dông có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng tại các tỉnh Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Nhờ có mưa nên nền nhiệt tại các ngày sau đó cũng sẽ có xu hướng giảm nhẹ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trưa chiều trời có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có nhiều mây, có nơi có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng là từ 29-32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Riêng vùng núi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, riêng vùng núi là từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 32-35 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, có mây ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng miền Đông là từ 34-36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.